có một cái đảng nữa, cái đảng mà kỳ quái là Kiều Đại Việt. Kiều Oh my god, đi tại Kiều Đại Việt, Kiều là Việt Kiều mà Đại là Đại Việt luôn á, còn hơn là coi như là Việt Tân nữa hả, là coi như là mà đây là Kiều có chứ Kiều nó Đại Việt có rồi, đảng Đại Việt có rồi, nhưng mà đây là Kiều Đại Việt. Oh my god, là make me scared. Sợ bắt đầu. Nhưng mà cái nhóm này á, tôi biết là nó có cái thành phần trẻ, cái thành phần trẻ đó toàn là coi như khoảng năm mấy tuổi, cỡ tuổi như tôi với coi như bây giờ bốn mấy tuổi nè. Thì cái đây mình nói cái linh tinh về cái nhóm này chút đi, để coi như mình đi vào cái chương trình để cho nó đông người cho nó hay chút, anh không nghe ok. cho phép tôi nha. Vâng, được. À, cái đảng mà Kiều Đại Việt này tôi không biết nó thành lập ở từ đâu, mà nó không biết nó có giấy tờ không, thì chắc tôi kêu là coi như Đại Kiều Đại Việt Ma đi, giống như Việt Tân Ma đi á, để cho nó dễ nó coi như mình nói chuyện. Vì con người Ma thì coi như hẳn nằm ở trong một cái giấy tờ nào cũng được, nhưng mà cái tay này á nó có cái sự thách đố kinh khủng lắm. À, họ chưa biết là cái luật pháp của nước Mỹ này, thành là coi như tôi cũng mong rằng một ngày nào đó tôi nói chuyện về trên một cái mạng khác nữa. À, cái mạng này anh này mời tôi, nhưng mà tôi sẵn sàng để nói về chuyện của anh và cùng với anh để mà nói ra cái tâm tư nguyện vọng và cái sự hiểu biết của mình suốt mấy mươi năm rời khỏi Việt Nam, để mà tôi lắng nghe và hỏi. Tôi ở đây cuộc đời tôi là chỉ lắng nghe và hỏi, hỏi để hiểu, lắng nghe để biết. Thì cái những cái nhóm linh tinh này á, nó không nằm vào cái xếp hạng nào ở đây này, ở trong cái đất nước mình này. Nhưng mà tôi cũng muốn để ngày mai cái chương trình là 7 giờ sáng là tại tại Seattle, mà ở Utah khoảng khoảng 8 giờ, để tôi hỏi cái những người mà họ là lên để cùng cái quan điểm hay là họ phản biện cái gì để tôi nghe và biết đó, để mà tôi cầm những cái thành phần này cho nó rõ ràng trong tay tôi. Chứ tôi không nghe những quan điểm cái lý cái gì hết, tôi muốn nghe chính tay tôi, nghe mắt tôi thấy đó, từng người ta phản biện gì khi đó tôi về làm việc đó. Thành ra coi như mình nói lên chuyện linh tinh như vậy, thì mong là cái đảng mà có những Kiều Đại Việt đấy nó mạnh hơn là cái từng, để mình coi thử coi như cái lớp trẻ nó làm thế nào đó, nó làm được cái gì Ở đó. Seattle Thành có ra coi nhiều người điên lắm anh. giờ quay mới đầu vô thì đừng có căng thẳng lắm, mình cười vài tiếng cho nó vui Dạ để cho nó thư giãn. Cái tuổi anh không là mệt mỏi lắm rồi, ngoài 70 rồi, anh nên nở những cái nụ cười mà coi như vào cái live stream này á, để nó bớt căng thẳng bớt à, rồi coi như là các em sẽ là cùng với anh để mà đưa cho anh một quãng đường mà coi như để cho anh có cái niềm vui niềm tin với những người mà yêu mến anh, thương anh. Người ta gọi là triều Đại Việt, nhưng phải triều Đại Việt, triều tức là triều đại đó. Đấy. Ồ, chiều á, À, triều nó muốn ông trở là lại, em muốn trở lại với lại kiểu mà vua chúa ngày xưa đó. kêu là triều, có cái triều để tôi sửa lại cái triều, triều đại tổ triều lời giống như triều đình phải nói anh ha, triều À, đình. triều đình nhé. Dạ. Vâng, ok, thì coi như thế kể cái chuyện này là coi như ngày mai tôi cũng nói rồi, mong họ lên đó để mà mình Ồ, mới trao đổi. lại muốn trở lại mấy cho Bình nữa, là cái Formosa là của Đài Loan chứ không phải của Trung Quốc. À, Dạ tôi cũng biết mà, Đài Loan mà, chứ đâu phải Trung Quốc. Loan, ok. Tôi nói là phố xa thôi, nhưng mà tôi biết là của Đài Loan à, chứ không phải là Trung Quốc. Có người hỏi Bình là người người Huế hả? Hay là người Nghệ An? Vâng, tôi là người Huế à, tôi là người Huế quê ở Thuận An, dừa làng dừa đấy à, mình nói ra cho nên khỏi người ta khỏi tìm anh à. Đúng rồi. Sinh trưởng tại á, làng dừa à, thôn ba xã Dương làng dừa, là sinh ở đó mà sinh sống tại Quy Nhơn, và trở tại với Đức Thần Kinh á, là năm 1976 đó.
từ đó ở nơi trở lại Huế và cuộc sống của chúng tôi bắt đầu ở tại Huế và coi như cuộc sống tốt đẹp đó là tại Huế. Còn chúng tôi vô học Quy Nhơn cực khổ lắm, Năm 66 67 đi học quốc học Huế đó. xin lỗi cái quý vị nghe nhiều khi có những cái thạc sĩ tôi nó ngửa mũi á thì phải mình hay chui chui ra thì phải nhiều Ờ, biết khi là cảm mình ở đây cũng vậy, đây đây cũng bị luôn. dạ tôi bị allergy là mũi cái mắt nhiều khi Đấy. nó bị ngứa mắt thành phải nói cho quý vị để quý vị thông cảm để cái nói là hôm nay bữa đi xong ông chui chui mũi phải thấy ghê thế ghê thế thành phải như khi mình có vấn đề mà để mà chúng ta nhận định với cái hiện tại bây giờ thì cũng nhắc lại thêm một lần nữa những cái hiện cái quá khứ ấy, của trước năm 75 các cái triều đại các cái gì một quay của đệ nhất đệ nhị hay là gì các anh và các chú đã nói hết rồi, bây giờ chúng tôi chỉ tiếp tay để nói lại những cái gì còn lại mà họ không dám nói đó và nói hiện tại những cái gì xảy ra hiện tại đây chúng tôi nói chứ không phải là nói quá khứ nữa vì nói quá khứ nó mệt mỏi lắm mà cái quá khứ nó còn nhiều cái phản biện lắm nếu mình nói cái hiện tại là chúng tôi qua Mỹ và chúng tôi được hưởng những cái tinh hoa của Mỹ và chúng tôi có cái sự đào tạo ở Mỹ đây nhiều cái cách để mà coi như họ cho mình cho cuộc sống tốt đẹp các vị á tôi nhắc lại một điều các vị không có đủ tư cách kêu tôi là về Việt Nam hay là quốc khỏi cái đất Mỹ này quý vị không đủ tư cách tôi nói thêm một quý vị một lần nữa tôi là một nhà business tôi một tỷ một chủ tiệm business nhưng tôi ở là ở đợ ở đất Mỹ này cái ở đợ của tôi rõ ràng lắm nếu mà tôi làm cũng phải là người công dân của Mỹ tốt cả tôi làm vi phạm thì họ sẽ đuổi tôi về Việt Nam và sắp tới đây là gần 10.000 người chuẩn bị lần lượt về Việt Nam phải không Chú. anh nhận định không Dạ. 10.000 ấy, đó danh sách tôi theo tôi biết là 20.000. thành đó những cái thành phần đấy họ đi về á lần lượt về mà còn nữa cái thông tin mà tôi cập nhật và biết á rất là rõ ràng anh Hùng cũng biết tất cả hai việc vì chúng ta làm mà phải như vậy cái đó chúng tôi cầm được tại sao á là qua đây trên dưới á, ở Đức Mỹ đây á nếu mà tổng lại á tôi nói trên dưới chỉ có 2,5 triệu người thôi cái đó là 3 triệu không có nhưng mà chưa có cái số số mà chính xác như vậy nhưng mà 2,5 triệu người như vậy thì biết bao nhiêu tội phạm và biết bao nhiêu cái homeless biết bao nhiêu người mà phải vô gia cư Đúng rồi. tại sao quý vị không nói đi mà quý vị cứ đem những cái clip nào nhỏ ở Việt Nam cầm tôi tổng cộng bây giờ anh đang mà tôi tổng cộng bây giờ không trên dưới không 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 trên 50 cái clip đó mà đem những cái clip nào ở Việt Nam qua coi cứ là chê cái đảng này còn đảng đó là coi như cái gì làm cho người dân như vậy như kia thì hỏi thử gần 10.000 người mà tổng cộng Việt Nam họ làm những cái gì họ nằm trong là cướp của giết người hiếp dâm là tàng trữ ma quỷ ma túy có phải không anh không Đúng rồi, mấy người này đa số là người tội phạm hết á, tội phạm mới bị tống tống khỏi ra nước nước Mỹ thôi. mà tội phạm là nặng á nặng Đấy. chứ phải là Hình sự nhẹ mà. Tội tội hình sự mà. quý vị không đem ra quý vị nói mà quý vị á chơi những cái clip nào ở Việt Nam á một hai cái lẻ tẻ quý vị đem ra để mà chế giễu 97 triệu dân ở Việt Nam cái số 90 gần 98 triệu dân ở Việt Nam đối với con số đó trên dưới 50 clip đó không có cái gì nắp tiền phải không Đúng. cái đó là quý vị phải là coi như là nói cho chính xác để cho coi như các con cháu sau này họ nghe và họ biết được những cái gì quý vị đang đổ những cái tội lỗi trên đầu của nó quý vị không biết nó có tội gì đâu nó vô tội
hoặc là trước năm 75. Như tôi sinh năm 61, tôi cũng chẳng biết gì là cái tội lỗi của chiến tranh. Tôi chẳng biết cái gì, nhưng mà tôi cũng thấy được những cái vấn đề đó, nhưng mà tôi cũng chẳng có cái bức xúc gì của cái thời đó. Cái góp ý mê bình như chỗ này là có một cái nick gọi là Đinh Thị Huyền hỏi Việt Nam có nên nhận những người này quay về Việt Nam không? Thì đây là cái vấn đề mà cái câu hỏi nhiều người đặt ra. Cách đây 2 năm, có một nhóm người ở Phun Rô đó, đấy, đã bị tống xuất về Việt Nam. Và tại vì cái anh này đó, anh bị một cái tội quá nặng đi, Việt Nam từ chối không nhận, là cướp của này, hiếp dâm này, cái thành ra cái tội quá nặng. Thì ra lại cần xe nữa, buôn bán cần xa nữa. Thành ra bây giờ có những cái trường hợp không phải là những người mà Mỹ đòi trả về Việt Nam là Việt Nam mình sẽ nhận, là hay bắt buộc phải nhận. Mà có những cái trường hợp người ta sẽ cứu xét từng một cái trường hợp một và thảo luận ở cái trường hợp này chúng tôi có thể nhận được. Và lẽ dĩ nhiên đại diện phía Việt Nam cũng sẽ nói chuyện với lại cái người đó. Ok, anh ngày xưa anh làm cái gì, bây giờ như này, anh về anh đồng ý với những cái điều khoản như này không? Đấy, thì lúc đó Việt Nam nhận thì mới được về, chứ không phải là người Mỹ là ê, có 20.000 người Việt Nam của tụi bay đây, tao gửi về là bắt buộc phải nhận, hoàn toàn không có chuyện đó. Chuyện nó còn tùy thuộc chính quyền Việt Nam nữa hay không. Đó, thành ra chúng ta cũng nên đặt cái vấn đề, nếu chính quyền Việt Nam nhận thì đó là một cái thái độ rất là nhân đạo, để giúp cho những cái người đó, thay vì bây giờ ở Mỹ đó thì là gọi là dở, cái là nửa 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 dở nửa 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 điên rồi. Tại đi làm thì không ai mướn, mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng không được nữa. Thì bây giờ sống để làm bằng cái nghề gì? Sống chui sống nhũi thôi. Mà nhà nước Việt Nam nhận về đó là một cái cơ may cho họ. Thành ra trả lời luôn cho cô Đinh Thị Huyền biết cái chuyện như vậy. Vâng, mời anh Bình. Đúng. Không bao giờ những người cái đất nước nào mà chữa dựng những cái tội phạm như vậy đâu. Mà đất nước Việt Nam á, mà cứu mang lại họ á, đó là họ có một thêm đời sống mới của đất nước Việt Nam. Quý vị á, không cảm ơn những cái gì mà quý vị đang ở đây. Cái quý vị qua đây mục đích như thế nào? Làm gì? Có phải là quý vị đi tới đây á như một đám côn đồ và trước mà ông người có kỳ nói một đám côn đồ họ á tiêu hủy á cái số người mà họ nói á, không chính xác đâu, gần 300 người chết tại Thái Lan, vậy là bao nhiêu vào cái lãnh thổ Việt Nam á, không phải là 200 người đâu, gần 300 người, và có một số mà có như chạy thoát qua là bên Campuchia, Lào để mà qua Việt Nam á, vì họ sống không chịu được cái cảnh đó. Những người mà đi vượt biên hồi trước ở tại Chiêm Quan Hồng Kông á, có cái đám cựu công nhân, cái đám cựu công nhân á, nó có tiền từ ở hải ngoại gửi về á, cho tụi nó hàng tháng vài trăm đô đó, để tụi nó là gì, sinh hoạt cái cựu công nhân để mà qua bên Mỹ bắt đầu nó với hụt vào cái chỗ cái ổ quảng á, để mà huấn luyện xong rồi cho ăn uống để cho đồ để sống sướng qua, bắt đầu á đi qua Thái Lan để nhập vào quân ngũ của Hoàng Cẩm Minh. Họ rất là trẻ con những cái chuyện này. Có cái ông nội nào nói không, họ qua đây học chuyện cái đời sống á, tại sao đưa họ vào cái con đường mà có như thế mà chết oan ở trên đất Thái Lan như vậy, đúng rồi, Thái Lan, Campuchia như vậy. Cái đó quý vị có Hoàng Cơ Minh ấy, có làm lỗi không? Tại sao Hoàng Cơ Minh lại bị cái được bước của Hoàng Cơ Minh nó đi từng bước mà là họ biết hết? Tại sao? Quý vị không hiểu là có như tại sao Hoàng Cơ Minh đi từng bước mà bên bay chế độ của bên Việt Nam mà bao nhiêu là họ bị thích. Quý vị ngây thơ quá đi, quý vị làm cái trò những cái đường ngây thơ quá đi. Rồi Hoàng Cơ Minh lúc năm 1980 và 77 á, cũng Hoàng Cơ Minh
liên lạc với các bên bên chính phủ Mỹ á, để xin cái viện trợ để tổ chức ra cái đó, nhưng mà bên kia họ từ chối. Quý vị có biết cái này không? Sắp tới đây họ sẽ đưa lưng ra cho những cái clip này cho quý vị thấy, để quý vị hiểu đó. À, Võ Tấn Đông đang vô đó các anh. Dạ biết rồi, chừng nào Võ Thành Đông lên cái thì mình nói về cái vụ mà ấy. À, thì đây là mình nói linh tinh một chút ít, để coi như là cho bà con họ nghe cho vui thôi. Thì ai là cái người gây ra cái số mà là cựu quân nhân các anh á, mà bỏ nước ra đi, hồi đó là toàn được biến hết, không có cây mà hạt ố. Những cấp sĩ quan hay là những cái anh lĩnh mà đi cái tàu về đi tìm con đường mà vượt biên để họ cầu các cái mưu sống của họ cho tốt, nhưng mà qua đây nằm trong cái ổ cái lúc đó tôi là cái người đi thâu tiền này. Họ bắt tôi đi thâu cái đám người đó tới mà thâu không có chửi cái ngâm họ ngâm vợ rồi cả cái chợ đó là phải họ bảo kê. Đúng, anh nghe cái tiếng bảo kê không? Có. Cái bọn khốn nạn đó mà phải mà nó bảo kê ai? Nó bảo kê đô la. Cái bò bảo kê đô la. Nó chỉ biết thâu như tiền đấy á. Đúng rồi. Ăn nhậu, chi hè cười. Tại sao quý vị không nói đấy? Quý vị muốn chửi trên đầu cái bọn này đấy. Quý vị đi chửi lăng linh tinh lăng tăng. Quý vị cứ đụng ai thì giảng cái chữ lên là coi như là một á là CS, hai là VC. Who care? Quý vị giảng những cái chữ này là cái thời bảo đại với thời tiện nhất tiện nhị á, cộng hòa là toi mạng. Sắp đến đấy, quý vị mới nghe cái mục cái người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà mất dạy với là bao nhiêu một cái người mà cha mẹ của là Việt Nam Cộng sản, chỉ vì giảng lên đó cho cái người đó là bao nhiêu chữ cộng sản thôi, mà ông đó là làm thời đó là bao nhiêu là chủ tịch hay là bí thư gì đó, chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tôi không nói ra để mà coi như là đi vào cái phần của là ba con của người vợ của ông ấy, nhưng mà tôi nói qua xuyên qua thôi để có những người Huế tại xã làng tôi họ nhận được là ai. Tôi không phải nói vợ phần đâu quý vị ạ. Khi tôi nói lên cái mạng của là coi như là cái xã ngoài ít nhất là cũng có được nhiều người ở quê của tôi nghe, và tôi không dám nói láo, tôi không dám dừng lên câu chuyện để mà nói, vì bỏ đó là cái tội kỵ của dân tôi. Và tôi cũng lên cái trang mạng của cà phê xe này này, tôi gửi danh dự rằng không bao giờ một lời nói láo, không bao giờ một cái sự mà coi như gọi là nói bậy. Vừa qua tập 1 á, tôi có dùng những cái lời lẽ quý vị nghe không được. Cái đối với cái đó là nó nhỏ một cả 1% của như Ngô Kỳ hay là coi như là Lý Tổng hay là ai đó, cái chữ mà coi như đủ xịt là cái đó là nhẹ nhất của là cái dùng cái ngôn ngữ của tiếng Anh, phải không anh? Không đúng rồi đó, nhưng mà quý vị á cũng là nghe cũng khó lọt vào tai đúng không? Thì thành ra cái được cái tập 2 này tôi không dùng cái đó được, vì cái đó nó không tác dụng cho quý vị nghe, quý vị khó chịu. Thì bây giờ tôi tìm những cái lời lẽ nào tốt nhất hay nhất để truyền tải đến quý vị, rồi quý vị nghe được cái lời tôi nói là quý vị là chấp nhận được cái thằng này nó nhỏ nhưng mà nó nói có lễ phép hơn những cái thằng mà coi như cái đầu râu tóc bạc á mà nói tào lao. Bao nhiêu lượng người vào rồi anh không? Ồ, bây giờ mình được 41 người rồi. À, Võ Tấn Đông lên chưa? Mấy bữa. Mấy bữa.